Hi, hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình xin chia sẻ một cách vệ sinh dài bằng kem đánh răng và xà bông rửa chén. Nó rất là đơn giản thôi, mau khô. Ví dụ bây giờ ngày mai con mình đi học mà bây giờ nó về dài nó là dơ như vậy, thì bây giờ nó ngày mai nó không có về mang, ví dụ vậy, thì mình có thể làm sạch trắng hoàn toàn. Thì mỗi một đôi như vậy mình chỉ làm một chiếc cho các bạn xem thôi, cho nó đỡ mất tốn thời gian nha, với lại để cho các bạn thấy trước và sau nó sạch khác nhau như thế nào. Bởi vì nếu mà mình làm hết hai đôi á, thì các bạn sẽ không có thấy được cái sự sạch và dơ trước và sau nó như thế nào. Thì cái cách làm nó là đơn giản thôi. Trước hết các bạn cho một ít kem đánh răng vô nha. Kem đánh răng hiệu nào cũng được, không nhất thiết là phải hiệu này nha. Rồi cho một ít xà bông rửa chén vô. Thì bây giờ mình sẽ làm mỗi đôi á, mình sẽ làm một chiếc trước cho các bạn xem. Sau khi mình bỏ kem đánh răng với lại xà bông rửa chén vô rồi á, mình quậy nó xịn xịt xịn xịt xịn xịt xịn xịt như vậy đi. Rồi bây giờ mình lựa chiếc dơ nhất để đang mình làm chiếc này nha. Hai chiếc thì chiếc này nó có vẻ nhìn nó sạch hơn, chiếc này nó dơ hơn. Thì cách làm nó rất là đơn giản thôi. Cho kem đánh răng và xà bông rửa chén, mình thoa nó lên. Thì mình cũng xin nói trước á, dài mà dài da hoặc là dài mà bằng vinyl giống như vậy đó, thì mình làm nó dễ hơn dài vải, dài nỉ này nha. Ở đây có đôi dài vải và đây là dài vinyl. Thì các bạn lấy cái bằng chải cũ bỏ đi á, các bạn có thể thoa, dùng nó để đăng mặt thoa lên như thế này. Rồi để khoảng chừng 5-10 phút gì đó, càng lâu càng tốt, nửa tiếng cũng được. Thì các bạn chùi đi thì các bạn sẽ thấy sự khác biệt của nó rất là nhiều luôn nha. Mình chùi đi tới đâu là nó sạch đi tới đó. Thì các bạn làm bằng cách này đó, sau nửa tiếng thì có thể mang được rồi. Tại vì nó chỉ là mình chỉ làm bên ngoài thôi, chứ mình không có làm bên trong, nó không có bị ướt nha. Làm bằng cách này thì lâu lâu các bạn cũng có thể bỏ vô máy giặt, nhưng mà ở Việt Nam người ta nói đồ mà bỏ vô máy giặt giặt nó hư. Ở đây mình bỏ vô máy giặt mình giặt hoài cũng chả sao hết trơn, đối với lại mấy đôi giày này. Mà nhưng mà mình có làm mấy cái video trước thì người ta nói bỏ vô máy giặt giặt đem ra nó bị hư bị chóc hết trơn à. Còn ở đây thì không có bị, nói là ngay như vậy. Đối với lại đôi giày này cũng vậy nha, mình cũng làm giống như vậy. Các bạn có thể gỡ cái giày ra nếu muốn, còn không để luôn như vậy cũng được, nó không sao hết trơn. Mình làm khẩn cấp thì là mình không cần phải mở ra đâu. Rồi bây giờ mình làm qua tới đầu này nha. Rồi bây giờ sau khi mình làm xong như vậy đó, mình để nó khoảng chừng 5 phút đi cho nó thấm vô bên trong đi. Rồi mình lau chùi. Thì cái chiếc này á, thì mình đã làm hồi nãy giờ thì nó đâu cũng khoảng 5 phút rồi ha. Thì bây giờ mình chỉ chùi nó, rồi mình lấy khăn khô mình lau lại thôi. Thì các bạn sẽ thấy sự khác biệt của nó rất là lớn nha. Đây là cái miếng vẽ rửa chén thôi. Thì nếu mà giặt dài khẩn cấp á, các bạn có thể làm bằng cách này nha. Cái này kia mình tạm gọi nó là giặt khô đi, bằng kem đánh răng nó rất là sạch. Thì kem đánh răng này á, thật ra để ngoài cái đánh răng ra thì nó còn rất là nhiều công dụng nha. Thì bây giờ mình làm xong rồi mình sẽ lấy vẽ mình lau lại là cho các bạn xem nó cái sự khác biệt nó như thế nào. Cái đôi này thì nó chưa có dơ nhiều lắm bằng cái đôi vải này. Vải này á thì nó là khá là dơ nha. Rồi bây giờ xong rồi mình sẽ đi lấy vải mình, cái vải khô mình lau lại. Rồi ở đây mình hứng một thao nước ấm nha. Rồi mình lấy một cái khăn, mình cố tình mình lấy một cái khăn màu như vậy để mình lau cho các bạn thấy nó sự khác biệt dơ nó như nào. Thì các bạn lấy cái thao nước ấm, nhúng cái khăn vô rồi dắt cho nó thật khô nha. Nước mà càng nóng á, và cái vẻ mình làm cho nó càng khô như thế nào á, thì mình lau đôi dài á thì nó sẽ càng mau khô đi nha. Đôi dài này thì nó ngay nó chưa có dơ lắm. Đây như các bạn thấy cái thao nước này là thao nước sạch nha.
rồi với làm bằng cách này đó, nhất là những người mà có chân mà bị hôi á, đôi giày mà bị hôi á thì làm cách này á nó rất là thơm nha, nó thơm mùi kem đánh răng rất là thơm luôn. Cái dây dài các bạn có thể bỏ tháo ra giặt nó cũng được, không sao hết trơn. Cái dây dài thì nó dễ đi, các bạn thấy nó dơ dơ như thế nào không? Rồi như vậy là xong một đôi nha, các bạn có thể nhìn thấy cái sự khác biệt của nó không? Một bên đó là chiếc này nó nhìn nó trắng hơn nha. Hồi nãy hai chiếc giống nhau mà giờ chiếc này nó trắng hơn. Qua camera thì mình không biết nó như như thế nào, chứ ở ngoài mình nhìn nó thì nó trắng hơn nhiều lắm. Chỗ này trắng hơn bên đây và chỗ này nhìn nó cũng trắng hơn và rất là mau lẹ nha, làm rất là lẹ. Thì sau khi giặt về rồi đó, nó chỉ bị hơi ướt bên ngoài thôi, thì khoảng chừng 5-10 phút nửa tiếng gì đó thì có thể mang mang được rồi. Thì cái miếng lót bên trong á các bạn, nếu mà có những đôi giày mà tháo ra được á thì tháo ra mình cũng làm giống như vậy, thì nó cũng rất là mau khô đó. Rồi bây giờ mình làm chiếc kia nha. Thì đối với là chiếc này cũng vậy, các bạn có thể dùng dùng bằng chải, các bạn chà cái bằng chải đánh răng, bằng chải cũ á, loại cái loại mềm á, tại vì loại cứng á mình chà gì nó bị xước đôi giày nó hư chứ không có gì trên á. Rồi bây giờ mình hứng một cái thau nước mới nha. Mình cũng xả cái khăn lại cũng giống y như vậy, nước nước ấm ấm càng tốt. Mình vắt cho nó khô đi. Rồi mình lau lại. Các bạn có thể thấy mình chùi đi tới đâu là nó sạch trắng đi tới đó nha. Rất là dơ luôn. Rất là dơ luôn. Cái vải thì nói nào ngay nó khó vệ sinh hơn là bằng cái vinyl nha. Tại nó thấm ở dưới, nó thấm vào vải, những cái lỗ vải và trẻ em rất là mau dơ. Mình mang cả năm trời không không sao hết, nhưng mà nó đi tôi đi học khoảng chừng 2 tuần lễ à, như đôi này mới có 2 tuần lễ thôi. Nếu mà trời nắng còn đỡ, trời mưa mang được mới có 2 ngày 3 ngày gì đó là đang thui như vậy đây, nên lúc nào cũng phải có 2 đôi để đằng mà cho nó thay đổi là vậy đó. Sau khi mà mình lau xong như vậy đó, mình để khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Khi mà nó khô lên á thì nó sẽ cái chỗ nào mà mình chưa lau á, nó sẽ có những cái màu đen, màu dơ á, mình có thể lau lại nha. Bởi vì khi mà ướt như vậy đó, mình không có biết là chỗ nào đã lau rồi, chỗ nào nó chưa lau đâu. Giống như cái chỗ này á, lúc mà mình lau như chỗ này nè. Bây giờ mình lau, hồi nãy giống như mình lau đi xong rồi cái mình nó bị ướt, mình cứ nghĩ nó sạch nên mình cho qua xong rồi bây giờ khi mà nó vừa mình lau qua một hồi cái nó gáo đi á, cái nó nổi màu đen lên. Mình dùng cái khăn ướt dắt cho thật khô nước nha, để đằng cho mau khô chúng cái gì chứ. Thì nãy giờ mình làm chắc cũng khoảng chừng mỗi một chiếc tốn khoảng chừng 5 phút nha. Rồi. Đó, bây giờ các bạn xem đây là cái đôi giày, chiếc giày chưa giặt, đây là chiếc giày giặt rồi và đây là chiếc giày giặt rồi và đây là chiếc giày chưa giặt. Thì mỗi một chiếc này mất khoảng chừng 5 phút nha, mình làm khoảng chừng 5 phút. Rồi bây giờ sau cái video này mình sẽ làm 2 chiếc còn lại. Khi mà nó khô á thì các bạn sẽ thấy sự chênh lệch nó rất là nhiều. Ok, bây giờ là sau 5 phút thì đôi giày nó như thế này nha. Do là đôi giày này, cái vải giày này á, nó là màu xám lợt nên thành thử ra không có thấy trắng. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó bằng vải. Dù rằng là mình có chùi sạch cỡ nào đi nữa đó thì những cái chỗ mà đen 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 vô như vậy á mình vẫn còn thấy nha. Nhưng mà nó rất là mau khô, chỉ trong vòng 5 5 phút, 5 10 phút thôi là đôi giày nó đã khô khô liền, thì mình có thể là mang được liền. Thì bây giờ các bạn nhìn xem đó, cái đôi giày này là chưa mình chưa giặt nha. Trong video mình sẽ giặt nó.
Thì cái này là đôi giày đã giặt rồi, thì các bạn thấy rõ ràng hai chiếc nó khác nhau nhiều lắm nha. Do là cái vải màu sáng, à, màu xám lợt nên mới thấy vậy thôi. Chứ thật ra những cái chỗ mà bằng bằng nhựa thì nhìn nó rất là sạch luôn. Đó. Để hai chiếc sẽ thấy sự khác biệt nó nhiều lắm. Còn đối với là giày mà bằng da hoặc là bằng vinyl á thì chùi lên nó rất là sạch nha. Và rất là mau khô. Mình vừa làm xong mình có thể mang mang được liền. Đó. Thì chiếc này là chiếc đã giặt rồi, chiếc này là chiếc chưa giặt thì các bạn thấy nó rõ ràng là nó sạch hơn nhiều lắm. Đó. Hồi nãy mình làm cái chiếc dơ dơ hơn nha. Đó. Ok, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay, hay là hãy comment, like và share cho mình ha. Nếu chưa subscribe, subscribe cả nha. Cái bên subscribe có cái chuông, bấm vô cái chuông cái nữa, chọn tất cả để mỗi khi mình có video mới ra đó thì YouTube sẽ thông báo đến các bạn và anh chị cô chú bác liền.